thần y trở lại, Ngô Bình. chương 226 như lai thần canh. Thế nên 10 triệu tể cũng là tiêu chuẩn mà anh đặt ra. Vệ thanh ảnh rất mừng, liền nói, được, tôi sẽ sắp xếp nhanh chóng. 8 giờ tối, hai người ra về. Ngô Bình quay về khu biệt thự Thái Khang, đến nhà thì thấy Lâm Băng Tiên đang xem TV. Anh Ngô, anh về rồi à? Cô ấy đứng dậy lấy dép lê cho Ngô Bình thay, cứ như người giúp việc trong nhà. Ừ, mọi người ăn chưa, anh hỏi. Lâm băng tiên gật đầu, mẹ em đi ngủ rồi. Ngô Bình ngồi xuống ghế sofa, Lâm băng tiên vội pha trà cho anh. Hôm nay mua bốn gói trà, còn hai gói Ngô Bình để lại cho mình uống. Ngô Bình nhìn cô ấy cần mẫn như vậy liền hỏi, băng tiên, có phải cô có chuyện gì không? Lâm băng tiên khẽ gật đầu, cô ấy ngồi xuống bên cạnh, nói anh Ngô, em muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn. Ngô Bình giật nảy, chẳng lẽ trùng hợp thế sao? Anh nói, được đấy, tôi rất ủng hộ. Thật sao, cô ấy rất vui, thực ra em không mong chờ có thể nổi tiếng, chỉ muốn thử sức một chút. Ngô Bình nói, giọng cô rất hay, cảm nhạc cũng tốt, chắc chắn không thành vấn đề. Lâm Bang Tiên rất vui, tối đó liền ngồi trong phòng đọc sách viết bài hát. Chương trình tuyển chọn cũng có yêu cầu rất cao đối với khả năng sáng tác của ca sĩ. Ngô Bình cũng không quan tâm đến cô ấy nữa, buổi tối tiếp tục khơi thông kinh mạch cấp 2. Được sự trợ giúp của chân khí màu vàng, nửa tiếng là anh đã khơi thông kinh mạch ở hai chân, ba tiếng sau khi khơi thông kinh mạch trên đầu. Khi kinh mạch cuối cùng được khơi thông, Ngô Bình thấy toàn thân nhẹ bẫng, chân khí cũng trở nên dồi dào. Sau khi vận hành ba vòng đại chu thiên, anh cảm thấy chân khí càng mạnh mẽ, cứ như muốn chui ra khỏi người anh. Anh biết thời cơ đột phá đã đến, liền khởi động phương pháp hít thở, chân khí màu vàng liền di chuyển, tần suất ngày càng cao. Audio điện tử võ tấn bền. Điều cơ bản của luyện khí thành sức mạnh là ở phương pháp hít thở mà người đó nắm giữ. Ví dụ như phương pháp hít thở long tượng của Từ Quý Phi, ông ấy luyện ra thành long tượng chân canh. Mà phương pháp hít thở của Ngô Bình còn cao siêu hơn, tên là Như Lai pháp môn. Ở các cảnh giới tu hành khác nhau thì sẽ có cách vận hành khác nhau. Lúc này thứ anh muốn tu luyện là Như Lai thần canh. Theo như ghi chép trong truyền thừa, một khi luyện thành Như Lai thần canh thì uy lực đủ để đấu lại tông sư cảnh giới thần. Lúc này chân khí huyền hoàng màu vàng có tần suất dao động ngày càng cao. Ngô Bình thậm chí có thể nghe thấy tiếng sấm chớp phát ra trong cơ thể mình, hơn nữa càng lúc càng vang, tòa nhà cũng hơi chấn động. Anh sợ làm phiền mẹ con Lâm Mỹ Kiều, liền ra khỏi biệt thự, đi tới vườn hoa để luyện công tần suất càng lúc càng cao, đến một trình độ nhất định, Ngô Bình cứ như nghe thấy tiếng tụng kinh, trong cơ thể dường như có tiếng sấm dày đặc. Quanh thân anh dần dần xuất hiện một lớp ánh sáng vàng, cách cơ thể anh khoảng 3cm. Đây chính là luyện khí thành sức mạnh của anh, như lai thần canh. Mắt anh sáng lên, anh cong bàn tay phải lại búng ra, một luồng gió đập vào tảng đá gần đó. Tảng đá liền xuất hiện một dấu ngón tay sâu hóm. Tuyệt vời, anh cũng rất kinh ngạc, cho dù là đạn của súng bắn tỉa cũng không có uy lực mạnh như vậy. Chương 227, nguy hiểm vậy ư? Tiếp đó anh tiếp tục luyện Ngũ Long Thánh Quyền, Kim Cang Chỉ, Niêm Hoa Chỉ. Đặc biệt là Kim Cang Chỉ kết hợp sử dụng với Niêm Hoa Chỉ có uy lực rất lớn. Kim Cang ấn, Quỷ Thần Chỉ, Điểm Long Chỉ đều có thể khiến người khác bị thương ở cự ly xa. Anh luyện được khí thành sức mạnh nên vô cùng hưng phấn, cả đêm không ngủ, đến tận sáng sớm anh vẫn đang tu luyện. Mặt trời lên anh mới dừng tu luyện, về nhà ngủ bù. Khoảng 7 rưỡi, chuông điện thoại của anh reo lên khiến anh tỉnh giấc. Người gọi đến là Đường Tử Di, giọng điệu cô ấy vô cùng sốt ruột, "Anh ơi, anh có rảnh không? Có thể đến khu biệt thự Vân Đỉnh không?" Ngô Bình vội hỏi, "Sao thế? Từ từ nói." Đường Tử Di thở dài, "Ông nội em không ổn rồi. Bà nội cả đưa người nhà mẹ đẻ đến, xem có vẻ là định giành lấy sản nghiệp nhà họ Đường." Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi hỏi, tôi đến có thể giúp được gì? Anh là người ngoài, không tiện tham gia vào mâu thuẫn nội bộ của nhà họ đường. Đường tử di nói, anh mau cứu ông em tỉnh dậy với. Chỉ cần ông nội em không chết thì họ không thể nuốt chừng được nhà họ đường. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được, tôi sẽ đến ngay. Anh không kịp ăn sáng, mà chỉ đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi phóng xe đến Sơn Trang Vân Đỉnh ngay. Lúc này, đường tử di đã đứng chờ sẵn ngoài cổng Sơn Trang, thấy xe của Ngô Bình, cô ấy ngồi lên luôn rồi nói, đi thôi anh. Ngô Bình vừa lái xe vừa hỏi, chuyện cụ thể là sao? Đường tử di thở dài nói, dạng sáng nay, ông em bỗng dưng trở bệnh, các bác sĩ vẫn đang dốc sức cứu chữa. Dương Trân Châu hành động nhanh lắm, chưa gì đã gọi con trai và người nhà họ Dương đến rồi. Nếu em mà không hành động ngay thì hai bố con em sẽ bị đá khỏi nhà họ đường mất. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói, không phải nhà cô định lập một gia chủ mới à? Đúng lúc quá rồi còn gì? Đường Tử Di lắc đầu, không đơn giản vậy đâu anh. Nếu để Dương Trân Châu nắm toàn quyền ở tập đoàn Đường Thị thì chắc chắn bà ta sẽ dồn bố con em vào chỗ chết. Ngô Bình hoảng hốt, nguy hiểm vậy ư? Đường Tử Di, em hiểu bà ta quá mà. Lần trước, bà ta đã sai đường Minh Tín đến Biên Nam để hại chúng ta, đó là bằng chứng rõ ràng nhất rồi. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, "Đưa tôi đi thăm người bệnh đã, tôi sẽ cố giúp ông ấy tỉnh lại." "Đường Tử Di, chưa chắc Dương Trần Châu đã cho chúng ta đến gần ông em đâu, nếu lát nữa có xung đột, anh cứ ra tay nhé, hậu quả đâu em chịu hết." "Ngô Bình, ừ." "Tốt nhất là ông em có thể tỉnh lại, như vậy mới khống chế được cuộc diện." Đường Tử Di nói, "Nếu chuyện này thành công, em đảm bảo ông sẽ giao mối làm ăn quan trọng nhất của nhà họ Đường cho em." Ngô Bình cũng biết nhà họ đường mạnh nhất là siêu tầm đồ cổ. Anh rất tò mò về tài năng của nhà họ ở lĩnh vực này nên hỏi, nhà cô đã siêu tầm được bao nhiêu đồ cổ rồi? Án chừng khoảng bao nhiêu tiền? Đường tử di, tính sơ sơ thì giá trị của chúng không dưới 350 tỷ. Ngô Bình ngạc nhiên, nhiều thế à? chương 228 Ngô Bình, cháu đến rồi à? Đường tử di, nếu nói về siêu tầm đồ cổ thì nhà họ đường em đứng đầu rồi, khi nào có cơ hội, em sẽ dẫn anh tới đó xem, có nhiều bảo vật chưa từng xuất hiện ở bên ngoài đâu. Trong lúc cả hai nói chuyện, chiếc xe đã đi tới một tòa nhà theo phong cách châu Âu, Ngô Bình đỗ xe xong thì cùng đi vào trong với đường tử di. Phòng khách lúc này đã chật kín người, đường Minh Huy cũng đang ở đây, nhưng ông ấy chỉ đứng trong góc, thờ ơ nhìn mặt sàn. Có một bà lão rất biết chăm chút đang đứng ở trung tâm, chắc đó chính là Dương Trân Châu. Thấy Ngô Bình đi vào, đường Minh Huy sáng mắt lên rồi chạy tới, nhỏ giọng nói, Ngô Bình, cháu đến rồi à? Minh Huy, ai thế? Một người đàn ông trung niên chợt cất giọng hỏi. Người này khoảng trên 50 tuổi, ánh mắt rất lạnh lùng. Ông ta chính là con trai cả đường Minh Châu của Dương Trân Vũ và là anh trai của đường Minh Tín. Đường Minh Huy đáp, anh cả, đây là thần y ngô, y thuật của cậu ấy giỏi lắm, em mời cậu ấy đến chữa cho bố mình không ai phát hiện đường tử di đã lén lấy điện thoại ra rồi mở chế độ quay video đường minh vũ lạnh giọng nói thần y chúng ta đã mời cả đoàn bác sĩ đến phí chữa trị mỗi giờ cả triệu bạc rồi lẽ nào có ai nhiều kinh nghiệm và giỏi y thuật hơn họ ư đường minh huy nói anh họ đã chữa hơn một tiếng đồng hồ rồi mà bố mình vẫn hôn mê em nghĩ nên thử cách khác thì hơn tôi không đồng ý đuổi người này đi ngay đường minh vũ xua tay mấy người vệ sĩ cao lớn đứng sau lưng ông ra lập tức bao vây Ngô Bình. Đường Minh Huy quát, dừng tay. Nhưng mấy người vệ sĩ kia coi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục ra tay với Ngô Bình. Quỳnh! Một tiếng động lớn vang lên, hai vệ sĩ đó bay xa cả mấy chục mét như bị sét đánh, họ ngã xuống đất rồi co quắp người lại, sùi bọt mép. Đây chính là uy lực của Như Lai Thần Cang, đòn này mạnh như sấm sét, chỉ cần va chạm là đối thủ sẽ bị thương ngay đường minh vũ hoảng hốt rồi lùi lại ngô bình lạnh lùng nói ai cho ông dũng khí đuổi tông sư cảnh giới thần đi hả tông sư cảnh giới thần đường minh vũ ngạc nhiên rồi vội nói xin lỗi tôi ngô bình cất bước rồi lại có một tiếng động lớn vang lên chén trà trên bàn nước đều bật lên tranh trên tường cũng rơi xuống nhiều người sợ quá còn hét lên mau dẫn tôi vào thăm người bệnh ngô bình gần giọng nói với vẻ uy nghiêm đường minh vũ sợ mất mật vô thức tránh sang một bên, không dám cản đường nữa. Ngô Bình mặc kệ ông ta, cứ thế đi xuyên qua đám người rồi vào trong một căn phòng khác. Một ông lão đang nằm hôn mê trên giường, người cắm đầy dây dở, cạnh đó là cả đống máy móc tiên tiến nhất, có năm bác sĩ và điều dưỡng đang bận rộn xung quanh. Cậu là ai? Một người đàn ông ngoại quốc hỏi. Ngô Bình thờ ơ đáp, tôi cũng là bác sĩ, phiền tránh ra. Chương 229 là cậu chữa cho tôi ư? Đường tử di cũng đi vào theo rồi nói, bác sĩ Michel, đây là bác sĩ mà tôi mời tới. Michel tránh sang một bên rồi ngạo mạn nói, tôi đã từng nghiên cứu về phương pháp chữa bệnh từ thời cổ của nước viêm long, hiệu quả chậm lắm, hơn nữa còn không có căn cứ khoa học, để cậu ta chữa bệnh sẽ không có hiệu quả đâu. Ngô Bình không để tâm đến Michel, anh đi tới giường bệnh rồi nhìn xuyến thấu, sau đó đã phát hiện sâu trong não bộ của ông lão bị xuất hiện nhẹ, mạch máu sưng chèn vào dây thần kinh nên ông ấy mới bị hôn mê. Nghiêm trọng hơn là cùng lúc này, ông ấy đang bị thiếu máu não. Trong tình huống này, bệnh viện giỏi mấy cũng không thể đưa ra phương pháp điều trị tối ưu nhất, bệnh nhân sẽ biến thành người thực vật hay thậm chí là chết. Ngô Bình lấy kim châm cứu ra rồi cắm vào đầu ông lão, mũi kim của anh tránh được vị trí nguy hiểm để chạm vào được vị trí tụ máu. Ngay khi anh rút kim ra thì lập tức có một dòng máu chảy ra theo, anh nhanh chóng lấy khăn hứng anh tiếp tục cắm thêm 4 cây kim nữa thì cũng có bốn dòng máu chảy ra. Mọi người xung quanh thấy thế thì chố mắt ra nhìn, đây là cách chữa bệnh gì vậy? Cuối cùng, Ngô Bình xuất quỷ thần chỉ và quỷ thần kinh điểm vào đầu của ông lão. Một luồng chân khí huyền diệu xâm nhập vào não bộ, đi tới vị trí nghẽn mạch, sau đó tấn công khiến vùng đó trở nên thông suốt, giúp cơ thể dễ hấp thu chân khí hơn. Ông lão kêu hự một tiếng rồi chậm chậm mở mắt ra, sau đó thở dài nói, ta vừa mơ một giấc mơ rất dài. Ông ơi." Đường Tử Di mừng rỡ rồi vội chạy tới đỡ ông mình dậy. Ông lão vẫn còn khá yếu, nhưng ý thức đã minh mẫn hơn, ông ấy liếc nhìn xung quanh rồi nói, "Bác sĩ Michel, tôi không sao rồi, cảm ơn anh." Đường Tử Di vội nói, "Ông ơi, là bác sĩ Ngô đã chữa khỏi cho ông đấy ạ." À? Ông lão nhìn sang Ngô Bình rồi thoáng ngạc nhiên hỏi, "Là cậu chữa cho tôi ư?" Ngô Bình bình thản đáp, "Ông Đường, ông bị xuất huyết não và thiếu máu não cùng một lúc, tình trạng khá nguy hiểm, may mà giờ không sao nữa rồi." Ông lão cười nói, "Cảm ơn cậu nhiều, Tử Di, trả tiền hộ ông." Đường Tử Di cười nói, "Ông ơi, cháu chuẩn bị rồi, ông đừng lo." Thấy bố mình đã tỉnh lại, Đường Minh vỗ thoáng qua tia thất vọng, sau đó đi tới giả bộ vui mừng nói, "Bố, bố không sao là tốt rồi, bọn con lo quá." Đường Tử Di cười lạnh nói: "Ông ơi, bà cả và bác cả đã ký vào hợp đồng chuyển nhượng với nhà họ Dương rồi, chỉ chờ ông mất là họ chuyển hết tài sản cho nhà họ Dương luôn." Ông lão ngẩn ra rồi nhăn mặt lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Đường Minh Vũ, hỏi: "Minh Vũ, động cơ hai mẹ con con làm vậy là gì?" Đường Minh Vũ hơi hốt hoảng rồi vội chối: "Bố, bố đừng nghe Tử Di nói linh tinh, sao con làm vậy được chứ?" Đường Tử Di cười lạnh nói: "Ông ơi, ban nãy cháu mời bác sĩ Ngô đến chữa bệnh cho ông, bác cả còn cản cháu cơ, nói rồi, cô ấy lấy điện thoại ra rồi mở đoạn video đã quay lén trước đó lên. chương 230 bao sao mà ông cô phải đề phòng họ. Ông lão xem xong thì nhắm mắt lại rồi thở dài nói, Minh Vũ, ban nãy dù bố có nhắm mắt xuôi tay thì hai mẹ con con vẫn trèo chống được nhà họ đường mà, tại sao lại gọi người nhà họ dương đến? Chẳng lẽ con không biết như thế là báo hổ lột ra sao? đường minh vũ cúi đầu nói bố con làm theo ý của mẹ thôi ông lão hít mắt lại nói được rồi mọi người ra ngoài hết đi cậu ngô tôi có việc muốn thỉnh giáo cậu tất cả mọi người đều rời khỏi phòng chỉ có ngô bình ở lại ông lão nhìn anh rồi nghiêm túc nói cậu ngô tôi còn sống được bao lâu nữa ngô bình tạm thời thì sức khỏe của ông không có vấn đề gì đáng ngại nữa sống thêm 3 đến 5 năm là chuyện bình thường 3 đến 5 năm ư? Không đủ rồi, ông lão thở dài với vẻ buồn phiền. Ngô Bình nghĩ thầm, ông lão này đã nhiều tuổi lắm rồi, giờ còn muốn sống thêm bao nhiêu năm nữa? Ông lão, tôi muốn sống thêm 10 năm nữa, như vậy thì mới có thể thu xếp xong hậu sự. Cậu Ngô có thể giúp tôi không? Tiền nong không thành vấn đề. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, giúp thì tôi giúp được, nhưng ông phải tìm được một cây nhân sâm hoang dã 100 tuổi, tôi sẽ dùng nó chế thành thuốc cho ông uống. Cảm ơn cậu, ông lão mừng quýnh. Ngô Bình rời khỏi phòng, Đường Tử Di vội đi tới rồi nhỏ giọng hỏi, ông em bảo gì thế? Ngô Bình tóm tắt lại cho cô ấy nghe, ông cụ sợ chết. Đường Tử Di mím môi cười, ông vẫn tiếc Giang Sơn với đống đồ cổ đây mà. Ngô Bình trầm ngâm một lát rồi nói, nhà họ Đường hiện giờ đang rất nguy hiểm, cô phải cẩn thận đấy. Ban nãy, Ngô Bình đã nhìn thấy có hai cao thủ cảnh giới khí đứng cạnh Dương Trân Châu nếu anh không giả vờ là tông sư cảnh giới thần thì chắc họ đã ra tay rồi. Đương nhiên anh không sợ đánh nhau, vì anh có thể dùng như lai thần càng đánh bại họ dễ dàng. Xong, anh không muốn vô cớ gây thù chuộc oán, dĩ hòa vi quý vẫn là tốt nhất. Lúc này, ông lão lại gọi đường tử di vào. Hơn chục phút sau, cô ấy mới đi ra với vẻ tươi cười. Cô ấy kéo Ngô Bình ra bên ngoài rồi cười nói, ông vừa bảo với em sẽ cho em vào hội đồng quản trị của tập đoàn, sau đó mượn thế ấy để cân bằng thế lực của nhà họ Dương. Ngô Bình, nhà họ Dương có thế lực rất mạnh trong tập đoàn Đường Thị à? Đường Tử Di gật đầu, mạnh lắm, hội đồng quản trị có 12 người thì nhà họ Dương đã chiếm đến năm rồi. Ngô Bình, bao sao mà ông cô phải đề phòng họ? Đường Tử Di, ông bảo sẽ giao cho em quản lý công ty siêu tầm các tác phẩm nghệ thuật ở Vân Đình. Chương 231 đúng là dầu nứt đố đổ vách. Ngô Bình cười nói, chúc mừng, chắc đó là sản nghiệp mà ông cô rất coi trọng. Đường Tử Di gật đầu, công ty này tư vấn siêu tầm cho hơn 3.000 hộ gia đình giàu nhất nước mình. Hầu hết đồ siêu tầm của họ đều để ở đấy, lợi nhuận rất khả quan, đó là sản nghiệp chính của nhà họ đường. Nói đến đây, cô ấy và Ngô Bình đã đi sang một tòa nhà khác. Ông bảo, ông đã cất giữ khá nhiều nhân sâm, bảo anh tự đi chọn đấy. Ngô Bình ngạc nhiên, siêu tầm cả nhân sâm ư? Đường Tử Di cười nói, "Vâng, ông em siêu tầm nhiều thứ lắm, tẩu hút thuốc, gỗ mun và nhiều thứ khác, nói chung cứ thích là ông siêu tầm hết thôi." Anh thấy đấy, sơn trang Vân đỉnh rộng vậy, đã xây mười mấy khu siêu tầm rồi mà có đủ đâu. "À, ông em bảo lát anh có thể lấy vào củ nhân sâm mang về." Ngô Bình cảm thán, đúng là dầu nứt đố đổ vách nhưng anh đang rất hiếu kỳ không biết nhân sâm mà ông đường tử di siêu tầm thuộc cấp nào khi hai người đi đến trước một căn nhà nhỏ màu xanh bảo vệ đứng bên ngoài nhìn thấy đường tử di thì vội đứng dậy chào hỏi chào cô chủ đường tử di gật đầu ông bảo tôi đến lấy đồ mở cửa ra người bảo vệ nhanh chóng mở cửa sau đó mời đường tử di và ngô bình vào vừa vào trong họ đã thấy một hành lang dài cứ đi một đoạn lại có một cánh cửa trước mỗi cánh cửa đều có một người bảo vệ. Khi cả hai đi đến trước một cánh cửa khác, đường tử di đưa chìa khóa cho bảo vệ để anh ta mở cửa. Cửa vừa mở, họ đã thấy một kho hàng rất rộng, mùi thuốc thơm nồng tỏa ra. Ngô Bình ngửi xong thì kinh ngạc nói, ở đây có khá nhiều cây thuốc lâu năm. Đường tử di cười nói, đương nhiên, đây là kho thuốc mà, toàn các dược liệu quý đấy anh. Trong không gian hơn 1.000 mét vuông này có rất nhiều những chiếc kệ, kệ nào cũng chất kín hộp. Ngô Bình liếc nhìn một cái là thấy hà thủ ô, nhân sâm, nhung hươu, linh chi, đông trùng hạ thảo, chúng được xếp vào những kệ khác nhau. Anh đi tới trước kệ để nhân sâm rồi quan sát, sau đó đã dừng mắt ở một chiếc hộp ngọc. Anh giơ tay mở chiếc hộp đó ra thì thấy có một cây nhân sâm khá lớn, nó đang tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Ngô Bình nhìn chăm chú vào bốn cái lỗ nhỏ trên thân cây mà nội tâm gào thét. Mấy cái lỗ này bé xíu. Mắt thường khó mà thấy được, nhưng lại là ký hiệu để phân biệt cấp bậc của nhân sâm. Trong con mắt của người làm nghề y như Ngô Bình thì nhân sâm được chia là nhập phẩm và không nhập phẩm. Nhân sâm không nhập phẩm thường dưới 200, 300 tuổi. Còn nhân sâm nhập phẩm thì trên 300 tuổi, hoặc thậm chí cả nghìn tuổi. Nhân sâm nhập phẩm thấp nhất là ngũ phẩm, hay còn được gọi là sâm chi châu, lên tiếp là ngũ phẩm sâm chi phủ, tam phẩm là sâm ngự sử, nhị phẩm là sâm thống đốc nhất phẩm là sâm tể tướng, siêu phẩm là sâm vua. chương 232 ông ta uy hiếp thế nào ạ? Cổ Củ sâm mà Ngô Bình nhìn thấy có bốn mắt, chứng tỏ nó là sâm nhị phẩm thống đốc. Sâm thống đốc thường không dưới 900 tuổi, nếu có năm mắt thì là sâm tể tưởng nhất phẩm và trên 1.000 tuổi. Ngô Bình cười nói, ông cô bảo tôi chọn một cây mang về à? Đường tử di gật đầu, vâng, anh đừng khách sáo, cứ chọn vài cây vào, Ngô Bình, tôi chỉ cần cây này thôi. Sau khi chọn xong nhâm sâm cho mình, Ngô Bình lại chọn một cây sâm chi phủ tứ phẩm để bào chế thuốc cho ông của đường tử di. Trước lúc đi, anh còn nhìn kho thuốc thêm lần nữa, quả nhiên đã phát hiện có mấy vị thuốc rất được, anh thầm ghi nhớ, khi nào cần thì sẽ tới đây xin. Ra ngoài rồi, Ngô Bình hỏi, thu thập nhiều thuốc như vậy thì tốn kém lắm nhỉ? Đường tử di gật đầu, trong hơn chục năm qua, thuốc vào thuốc ra không xuể, em tính thử thì trung bình mỗi năm giá trị của kho thuốc sẽ tăng lên 15%. Ngô Bình hơi hoảng, nói vậy là mỗi 10 năm, kho thuốc này lại tăng giá trị lên 3 lần. Xem ra tầm nhìn về siêu tầm của nhà họ đường không thể đùa được. Đường tử di, anh còn nhớ chỗ phỉ thúy mà mình mua được lần trước không? Hầu hết đều được ông em cất đi rồi, ông bảo tầm chục năm nữa, giá trị của chúng sẽ tăng thêm ít nhất 4 lần. Ngô Bình dựng ngón tay cái, ông cô tài thật. Bọn họ trở về, nhưng mới đi được nửa đường thì đã nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng truyền ra, trong đó còn lẫn tiếng của đường Minh Huy và đường Minh Vũ. Đường tử di giật mình rồi chạy nhanh theo Ngô Bình đi vào nhà. Hai người vừa vào phòng khách thì thấy đường Minh Huy và đường Minh Vũ đang đánh nhau, đường Minh Huy bị đường Minh Vũ đẻ dưới đất. Những người khác, người thì vào can, người thì hô hoán, nói chúng là rất nhốn nháo. Ngô Bình cạn lời, tốt xấu gì cũng là gia đình giàu có, sao lại đánh nhau thế này? Đúng lúc này, anh nhìn thấy Dương Trân Châu nháy mắt với một cao thủ cảnh giới khí, người đó lập tức xông lên rồi quát, dừng tay ngay. Đừng làm ông cụ nổi giận, nói rồi, hắn giơ tay ra kéo đường Minh Huy. Ngô Bình híp mắt lại, anh phát hiện tay người đó răng đầy chân khí, rõ ràng định hạ ám thủ với đường Minh Huy. Anh lập tức búng ngón tay, tạo một đường chỉ phòng đánh vào cổ tay tên đó, hắn kêu lên một tiếng rồi vội vàng lùi lại, sau đó ngẩng lên ngạc nhiên nhìn Ngô Bình. Ngô Bình lạnh giọng nói, dám ra tay trước mặt tôi, các người to gan nhỉ. Tên kia nổi giận nói, anh muốn gì? Ngô Bình tung một quyền ra, một trường màu vàng đã đánh vào ngực tên đó, hắn kêu lên lực một tiếng rồi lưng nhô lên, sau đó há miệng hộc ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất. Hạ tên đó xong, Ngô Bình giơ tay túm cổ áo đường minh vũ rồi lôi ông ta dậy, người đường minh vũ mềm nhún, ông ta hoảng lên nói thả tao ra ngô bình quảng ông ta sang một bên sau đó đỡ đường minh huy dậy rồi cau mày nói chú đường có chuyện gì vậy đường minh huy run rẩy rồi chỉ vào đường minh vũ nói lão già khốn kiếp này dám dùng tử di để uy hiếp chú sao cơ đường tử di nhớn mày ông ta uy hiếp thế nào ạ à? đường minh huy ông ta bảo nếu chú dám tranh giành quyền lực với ông ta thì hai mẹ con tử di sẽ không sống nổi qua ba ngày nữa Đường Minh Vũ lạnh mặt nói, đó là chú tự nói, chứ không phải tôi. Chương 233 đành vậy thôi. Đường Minh Huy điên lên, Đường Minh Vũ, đàn ông dám nói dám nhận. Tôi nói cho anh biết, anh mà động vào vợ con tôi thì tôi liều mạng với anh. Liều mạng với tôi ư? Ừ. Chú có đủ trình không? Đường Minh Vũ cười lạnh, sau đó nhìn Đường Minh Huy như một người đã chết. Đường Tử Di lạnh lùng nói, bác cả, có cần tuyệt tình vậy không ạ? Đường Minh Vũ Nham Hiểm nhìn cô ấy, sau đó lại liếc Ngô Bình rồi nói, "Tông sư Ngô, đây là chuyện riêng của nhà họ Đường tôi, tôi mong cậu đừng xen vào." "Thế à, nếu tôi cứ xen vào thì sao?" Ngô Bình thờ ơ nói. Đường Minh Vũ cười lớn, "Gần đây, tôi mới quen một người bạn, ông ấy là truyền nhân của một gia tộc võ cổ truyền, cũng là tông sư cảnh giới thần. Không biết nếu cậu Ngô và ông ấy tỉ thí với nhau thì ai mạnh hơn đây?" Ngô Bình cao mày, ông đang dọa tôi đấy à? Không dám, đường minh vũ cười nhạt nói, nhưng tôi tin cậu Ngô là người thông minh. Đường tử di lập tức dự cảm ra điều gì đó rồi biến sắc mặt nói, bác cả, ông vẫn còn sống mà bác dám làm vậy với nhà cháu ư. Đường minh vũ nổi đoá, là nhà các người ép tôi thôi, ngoan ngoãn sống lệ thuộc không muốn, dám tranh giành với tôi, các người nghĩ có tranh nổi không? Đường tử di bước nhanh vào phòng trong, cô ấy nhìn thấy ông nội đang tái mặt, như thể vừa tức vừa bất lực. Ông ơi, cô ấy gọi một tiếng rồi đi tới gần. Ra ngoài, ông lão đột nhiên lườm đường tử di với ánh mắt đầy giận dữ như muốn giết người. Đường tử di ngạc nhiên nói, ông ơi, cháu. Ra ngoài, ông lão quát ẩm lên. Mắt đường tử di đỏ hoe, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ông nội nổi giận với cô ấy. Đường tử di dậm chân rồi đi ra ngoài ngô bình đứng ở cửa rồi nhìn vào trong anh không phát hiện sức khỏe ông lão có vấn đề gì không biết tại sao tự nhiên lại thay tính đổi nết anh chợt nghĩ rồi nói với đường tử di đi theo tôi sau đó anh còn gọi cả đường minh huy nữa ra bên ngoài rồi họ đi tới một góc khuất ngô bình hỏi chú đường lúc bọn cháu đi đã xảy ra chuyện gì vậy ạ à? đường minh huy cao mày nhớ lại rồi đáp trước lúc hai đứa về đường minh vũ đã nói chuyện riêng với bố chú một lúc khi ông ta ra ngoài thì như đã biến thành người khác đột nhiên hạnh huệ rồi còn uy hiếp chú nữa chú tức quá nên mới đánh nhau với ông ta ngô bình lóe mắt nói vậy là sau khi ở riêng với đường minh vũ một lúc thì ông cụ chợt thay tính đổi nết ạ à? đường minh huy gật đầu chắc vậy hay đường minh vũ lại dở trò gì rồi ngô bình ngẫm nghĩ rồi nói cũng chưa chắc thế này đi cháu sẽ đi gặp ông cụ xem có hỏi ra được chuyện gì không Đường tử di thở dài nói, đành vậy thôi. Sơn Trang Vân Đỉnh có một tòa nhà nhỏ, là nơi ở của gia đình đường Minh Huy. Họ về đó, đường tử di đi pha trà cho Ngô Bình với vẻ buồn rầu. Ngô Bình an ủi cô ấy, đừng lo, nếu đường Minh Vũ dám ra tay với nhà cô, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Đường tử di cảm kích nói, anh, em không biết phải cảm ơn anh sao nữa. chương 234 có thể coi vậy ạ. À. Ngô Bình, chúng ta là bạn mà, đừng khách sáo. Đường Minh Huy cũng đang ngây người, như nhớ lại chuyện gì đó, ông ấy chợt nói với Ngô Bình: Ngô Bình, chú nhớ ra chuyện này? Dạ, chú nói đi. Ngô Bình nói. Đường Minh Huy sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói: khoảng nửa năm trước, có một lần bố chú uống say đã nói với chú một câu rất lạ. Khi ấy, chú không để tâm, chỉ nghĩ là lời say rượu thôi. Ngô Bình tò mò hỏi: ông cụ đã nói gì à? Đường Minh Huy đáp, bố chú bảo nhà họ đường có thể trỗi dậy được như ngày hôm nay là vì được một cao nhân chỉ dẫn. Cao nhân đó như thần tiên vậy, pháp lực rất cao cường. Vị cao nhân đó ở cạnh bố chú nửa năm, trong nửa năm đó, nhà họ đường đã phất lên nhanh chóng và huy hoàng đến tận hôm nay. Nhưng trước lúc đi, vị cao nhân đó đã nói sẽ có một ngày, ông ấy cử một người tới. Người này thay mặt cho ông ấy nên bố chú phải nghe lời tuyệt đối, không thì sẽ tan cửa nát nhà nói đến đây ông ấy nhìn ngô bình ngô bình cháu nói xem chuyện này có phải là thật không hay vì người đó đã xuất hiện rồi nên bố chú mới thay đổi tính cách như thế ngô bình cũng thấy hơi khó tin sự giàu có như ngày hôm nay của nhà họ đường lại nhờ vào chỉ dẫn của một cao nhân ư anh suy nghĩ rồi nói chắc chỉ là lời nói lúc say thôi ạ à. đường minh huy thở dài nói ban nãy chú với đường minh vũ đánh nhau bố chú cũng không cản thế mới là chứ Đúng lúc này, đột nhiên quản gia đi vào rồi nói, "Cậu Ngô, ông chủ có lời mời ạ." À? Đường Tử Di ngạc nhiên hỏi, "Ông tôi thấy khó chịu ở đâu à?" Vâng nên cụ mới mời cậu Ngô qua, quản gia đáp. Ngô Bình đứng dậy rồi đi theo quản gia. Nhóm Đường Minh Vũ vẫn đang ở đó, phòng khách rất yên tĩnh, quản gia đưa Ngô Bình vào phòng ông cụ Đường, sau khi đi ra còn đóng cửa lại. Ông lão ngồi trên ghế với vẻ mặt phức tạp, thấy Ngô Bình tới, ông ấy đứng dậy rồi chắp tay nói, xin cậu nhận của tôi một vái. Ngô Bình vội đỡ ông ấy dậy, ông đường đừng đa lễ, tôi là bạn của tử di nên ông đừng khách sáo. Ông lão mời Ngô Bình ngồi rồi nói, cậu Ngô, tôi nghe quản gia nói cậu là tông sư cảnh giới thần ư. Ngô Bình đã lỡ chém gió vậy tôi nên đành nói, có thể coi vậy ạ. À? Ông lão sáng mắt lên nói, bảo sao y thuật của cậu giỏi vậy, tôi đây khâm phục. Ông lão ngập ngừng một lát, như đang do dự, sau đó mới nói tiếp, cậu ngô, tôi muốn thỉnh giáo cậu một chuyện, trên đời này có thần tiên hay không? Câu hỏi này làm ngô bình ngẩn ra, trên đời có thần tiên hay không ư? Anh không biết nữa, nhưng thiên địa huyền hoàng quyết mà anh tu luyện chia thành bốn cảnh giới lớn là thiên, địa, huyền, hoàng. Trong đó, cảnh giới huyền gọi là nhân tiên, cảnh giới địa gọi là địa tiên. Thế có được tính là thần tiên không? Suy nghĩ một hồi, anh mới nói có một số người sở hữu tu vi đủ cao, đi lại không có bóng, có thể giết người bằng ý niệm, gọi họ là thần tiên cũng không sai. Đường thời lộc nhìn anh, vậy nếu một ai đó có thể nhìn thấy hoàn cảnh tương lai của tôi trong mấy mươi năm sau, có được xem là thần tiên không? Trầm ngâm dây lát, Ngô Bình trả lời, chuyện này cũng không khó mà, nhiếp sơn hà của Cảng Thành cũng làm được đấy. chương 235 tôi đảm bảo cậu sẽ phất lên như diều gặp gió. Đường thời lộc lắc đầu, không đâu. Người đó đã nói với tôi về các bước ngoặt vào năm 27 tuổi, 39 tuổi và 52 tuổi. Lần nào cũng chuẩn vô cùng, nếu tôi không làm theo chỉ điểm của người đó thì nhà họ Đường đã chẳng được như hôm nay rồi. Ngô Bình nhẹ nhàng đáp, "Ông Đường à, nếu ông muốn tôi giúp được ông thì tốt nhất nên nói sự thật cho tôi biết, đừng nên giấu giếm. Vì tôi nhìn ra ông đang gặp phải rắc rối to đấy." Đường thời lộc thở dài, bây giờ tôi không biết làm sao và đang sợ lắm. Ngừng lại một chút, ông ta bèn nói rõ tiền căn hậu quả của chuyện này cho Ngô Bình nghe. Khoảng 60 năm trước, đường thời lộc chỉ mới đôi mươi, phong độ người người. Ông ta xuất thân từ một làng quê nhỏ, không có văn hóa, không có chỗ dựa, chỉ có lòng nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm. Mới đầu đường thời lộc làm việc ở một nhà xưởng, lương rất thấp, còn thường bị quản đốc ức hiếp, chịu nhiều uất ức. Một ngày nọ, sau khi tan ca, Đường Thời Lộc đang đi dạo ở công viên thì gặp được một người trung niên. Người này mặc áo Tôn Trung Sơn, tướng mạo nho nhã, vô cùng hiền hòa, chủ động chào Đường Thời Lộc. Cả hai mới trò chuyện được một lúc thì Đường Thời Lộc đã cảm thấy đối phương vô cùng uyên bác, dường gì cái gì cũng biết cả. Điều này làm ông ta cảm thấy rất hâm mộ. Nói được một hồi, người trung niên ấy bỗng dưng nghiêm mặt, bảo rằng, "Cậu trai à, gặp được nhau là cái duyên, tôi sẽ giúp cậu giàu lên." Đường thời lộc rất đối ngạc nhiên, giúp tôi làm giàu ư. Người trung niên đáp, đúng vậy. Tiếp theo đây, cậu phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tôi đảm bảo cậu sẽ phất lên như diều gặp gió. Đường thời lộc nửa tin nửa ngờ, hôm sau thôi việc, bắt đầu kinh doanh với 200 tệ. Người trung niên ấy đưa đường thời lộc lên núi về quê, thu mua đồ cổ khắp dân gian. Lúc ấy dân gian có rất nhiều đồ tốt, mà giá cả lại rẻ đường thời Lộc chỉ dùng 200 tệ mà đã mua được hơn 300 món cổ vật. Vào khoảng thời gian ấy, người trung niên đã dạy ông ta rất nhiều cách giám định đồ cổ. Ông ta vốn thông minh nên học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có hiểu biết độc đáo của riêng mình. Những món đồ cổ đã thu mua đều được người trung niên bán cho cảng thành thông qua con đường đặc biệt. Món đồ có giá trị 100 tệ, sang tay một cái đã bán được 10.000 tệ. Mà bấy giờ, lương một năm của công nhân chỉ có vài trăm tệ. 10.000 tệ chắc chắn là một khoản rất to. Sau đó, đường thời lộc dùng 10.000 này và số đồ cổ còn lại làm tiền vốn, dần dần phát triển lớn mạnh trong giới chơi đồ cổ. Vào khoảng thời gian đó, ông ta đã thu mua một lượn lớn đồ cổ và đã tích lũy tài sản rất nhanh. Người trung niên nọ rời đi sau nửa năm, người đó chỉ để lại một lá thư, viết rằng đường thời lộc sẽ có những lần lựa chọn rất quan trọng trong đời, diễn ra vào năm 27 tuổi, 39 tuổi, 52 tuổi. Một khi chọn sai, ông ta sẽ tan cửa nát nhà. Quả nhiên, vào năm 27 tuổi, Đường Thời Lộc được một người bạn dẫn dắt, đem theo 300.000 tiền mặt lên núi để thu mua đồ. Trước đó ông ta đã nhìn thấy rất nhiều đồ tốt, nếu giao dịch thành công, Đường Thời Lộc có thể kiếm được ít nhất mấy triệu tệ. Vậy nên lúc bấy giờ, ông ta rất kỳ vọng vào lần giao dịch ấy. Có điều, khi xe của ông ta chạy đến cổng thôn, mới phát hiện nơi này tên là thôn Giếng Cổ đường thời lộc lập tức nhớ đến lời nhắn trong thư, gặp giếng chứa vào. Chẳng lẽ, giếng ở đây ám chỉ thôn giếng cổ, ông ta hoảng hốt, mặc kệ sự phản đối của người bạn nọ, ép tài xế quay đầu xe, chạy khỏi đó bằng tốc độ nhanh nhất có thể. chương 236 khả năng này không cao. Sau này đường thời lộc mới biết có một toán cướp hung tợn nấp trong thôn đó. Chúng chuyên dùng đồ cổ để lừa những người mua lắm tiền đến đây giao dịch, sau đó giết người cướp của. Trước đường thời lộc, đã có ba ông chủ giàu có chết ở đây. Khi vụ án ấy được phá, trong 8 tên cướp có 5 tên bị bắn chết tại chỗ, 3 tên bị xử bắn. Sau chuyện này, đường thời lộc càng tin vào sự chỉ điểm của người trung niên hơn. Năm 39 tuổi, đường thời lộc lại gặp một lần lựa chọn khác. Lâm Ngọc Phúc một đại gia của địa phương, đã mạo phạm một nhân vật lớn và bị kiệt, chỉ trong một đêm đã nhà tan cửa nát, một lượng lớn tài sản đều bị đem đi đấu giá. Trong những năm đó, xã hội rất rối ren, không một ai chịu tiếp quản. Đường thời lộc lại nhớ đến câu thứ hai của người trung niên, gặp phúc hãy mua. Lòng đường thời lộc dao động, nhưng trong tay lại không có nhiều tiền như vậy. Thế là ông ta bèn đi mượn khắp nơi, còn vay ngân hàng, gom được một tỷ, mua lại tài sản của Lâm Ngọc Phúc, bao gồm khách sạn, mỏ than và các sản nghiệp khác. Năm năm sau, xã hội ổn định trở lại, giá trị của các sản nghiệp ấy tăng lên gấp 10 lần, Đường Thời Lộc cũng nhờ đó mà trở thành người giàu nhất Giang Nam. Mười mấy năm trôi qua, khi Đường Thời Lộc 52 tuổi, tổng tài sản của nhà họ Đường đã hơn 100 tỷ, hưng thịnh vô cùng. Vào năm đó, ông ta cứ nghĩ mãi về câu cuối cùng của người trung niên, một lưới hốt gọn. Đường Thời Lộc luôn cảm thấy khó hiểu với câu nói này. Mãi đến khi công ty internet trong nước đầu tiên ra đời và thế giới bước vào thời đại mạng lưới internet, ông ta mới hiểu một lưới hốt gọn nghĩa là gì. Thế nên ông ta đã bỏ ra 10 tỷ vốn rủi ro, xây dựng mạng lưới rộng khắp, đầu tư mạnh vào hàng chục công ty internet trong nước và thậm chí trên toàn thế giới. Lần này, đường thời lộc lại chọn đúng. 10 năm sau, các công ty internet này lần lượt phát triển lớn mạnh. Ông ta dễ dàng kiếm được hơn 200 tỷ. 200 tỷ này đã giúp nhà họ Đường vượt qua hai cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp và tránh được nguy cơ phá sản. Nói đến đây, đường thời lộc lại thở dài người đó thật sự tiên đoán như thần vậy nếu không nhờ chỉ điểm của ông ấy nhà họ đường chắc chắn không đi được đến ngày hôm nay nghe xong ngô bình đột nhiên cười khẩy đường thời lộc ngây ra hỏi lại cậu ngô cười gì vậy ngô bình hờ hững nói tôi đang cười cái trò này thôi ông không nhìn ra sao đường thời lộc hoang mang là trò lừa gạt nhưng tại sao lại thế Ngô Bình hỏi, ông có biết xem bói nghĩa là gì không? Đường Thời Lộc đáp, dĩ nhiên là xem số mệnh của một người. Đúng thế, Ngô Bình nói, số mệnh do trời định. Vậy nên xem được mệnh của một người là chuyện không hề khó đối với bậc cao thủ, nhưng thay đổi mệnh của một người còn khó hơn lên trời. Đường Thời Lộc có kinh nghiệm dạn dày và trí tuệ hơn người, lập tức hiểu ra, bèn hỏi lại, ý của cậu Ngô là, thành tựu hiện tại của tôi vốn dĩ do số trời định sẵn? Ngô Bình gật đầu, đúng thế, những thứ này vốn được định rằng ông sẽ có. Đối phương chỉ nói trước với ông mà thôi. Đường thời Lộc nghiền ngẫm một hồi mới nói, nhưng vào năm 27 tuổi, nếu không nhờ lời nhắn của ông ấy, có thể tôi đã chết ở thôn giếng cổ rồi. Ngô Bình nhìn ông ta, chuyện đời biến hóa vô thường. Ông làm sao biết bọn cướp trong thôn ấy nhất định sẽ giết ông kia chứ? Có lẽ bọn chúng sẽ muốn lợi dụng mối quan hệ và người quen của ông để bán số đồ cổ trong tay hơn. Đường Thời Lộc cười khổ, khả năng này không cao. Ngô Bình nói, kỹ năng tìm được bước ngoặt ở độ tuổi cố định, trong ngành gọi là lời khuyên. Có điều, xếp trên lời khuyên còn có tiên tri, quyết định, sửa mệnh. Một lời khuyên còn con thật ra cũng chẳng đáng là gì. Đường Thời Lộc cực kỳ kinh ngạc, cậu Ngô cũng biết xem bói ư? Chương 237 cậu Ngô à, đứa trẻ này là con của người đó ư? Trong số các truyền thừa mà Ngô Bình nhận được cũng có phương pháp xem bói xem tướng. Chẳng qua anh dồn hết tinh lực vào y thuật và võ công, còn những mảng khác chỉ xem sơ qua, chưa đi sâu vào nghiên cứu. Anh nhẹ nhàng nói, tôi biết một chút thôi, nhưng cũng đủ để nhìn thấu trò vặt của người đó. Đường Thời Lộc trầm ngâm đáp, khi ông ấy rời đi còn để lại một câu nói, rằng sau này sẽ cử một người đến đây, còn tôi phải tuân theo mệnh lệnh của người này vô điều kiện, bằng không sẽ gặp phải họa lớn. Ngô Bình hỏi, vậy là người này đã xuất hiện, còn là đường Minh Vũ nói với ông. Đường thời lộc gật đầu, Minh Vũ đã đưa cho tôi xem một chuỗi hạt, chính là đồ của vị cao nhân ấy. Nó còn nói cao nhân đã cử một người đại diện đến đây, bảo tôi giao toàn bộ tài sản của nhà họ đường cho nó quản lý. Ông có tin không, Ngô Bình hỏi. Đường thời lộc thở dài, nói thật thì nửa tin nửa ngờ. Ngô Bình lắc đầu, đây là cục diện liên hoàn, nếu ông tin thì chẳng khác gì dâng hết tài sản trong tay mình cho người khác. Đường thời lộc đáp, nhưng Minh Vũ không phải là người ngoài, nó là con trai tôi. Đó là con trai ông ư, Ngô Bình đột nhiên hỏi. Đường thời lộc sướng sờ, ngạc nhiên nhìn Ngô Bình, cậu nói gì cơ? Ngô Bình nói, ý tôi là, đường Minh Vũ không phải là con trai ruột của ông. Không thể nào, giọng đường thời lộc chắc nịch, không phải con tôi thì là con ai được chứ? Bất kỳ người đàn ông nào nghe thấy những lời như vậy đều không muốn tin, vì chúng liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông. Ngô Bình khẽ thở dài, hướng đi kinh lạc của con người sẽ truyền từ bố sang con. Sự phân bố kinh lạc của bố và con phải tương đồng với nhau ít nhất 6, 7 phần. Nhưng kinh lạc của hai người còn chẳng giống nhau đến một phần. Hai người không thể nào có quan hệ huyết thống. Đường Thời lộc lẩm bẩm, không thể nào, từ bé nó đã có tướng mạo rất giống tôi. Muốn giống một ai đó thật ra rất dễ, ví dụ như phẫu thuật thẩm mỹ. Ông thử nghĩ xem, có khoảng thời gian nào Đường Minh Vũ bỗng nhiên thay đổi rất nhiều hay không? Đường Thời Lộc ngây ra, ngẫm nghĩ một hồi chợt biến sắc, đáp lại: "Năm 13 tuổi, nó đi du học, sau khi về nước, tôi cảm thấy nó thay đổi rất nhiều." Chẳng lẽ nó làm phẫu thuật thẩm mỹ ở nước ngoài? "Đúng vậy," Ngô Bình nói, "theo đôi mắt của người hành y như tôi, đường Minh Vũ đã từng động dao kéo ít nhất mười mấy nơi trên gương mặt, từ xương gò má, cằm, mắt, mũi, tất cả đều từng chỉnh sửa. Một người đàn ông, mà còn là người lắm tiền như vậy, liệu có cần phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Nếu có, vậy chắc chắn còn mục đích khác. Đường thời lộc yếu ớt ngồi phịch xuống, lẩm bẩm nói, Minh Vũ không phải con trai tôi ư. Vậy nó là con ai? Ông ta như sực nghĩ thông điều gì đó, bỗng dưng ngẩng đầu hỏi, cậu ngô à, Đứa trẻ này là con của người đó ư? Ngô Bình nhẹ giọng đáp, tôi không biết, nhưng cho dù không phải con trai người đó, thì chắc chắn cũng là con trai người thân cận của ông ta. Nếu ông giao tập đoàn Đường thị cho Đường Minh Vũ thì tức là giao vào tay người đó. Lúc này Đường Thời Lộc đã tin đến bảy phần, ánh mắt lóe lên lửa giận, thủ đoạn quá cao minh, suy tính quá tỉ mỉ. Chương 238 Tôi sống thọ đến vậy ư? Ngô Bình nhìn đối phương, cái này gọi là tu hú đẻ nhờ. Bọn họ xem được ông có số giàu sang nên sai người tiếp cận ông, khiến ông nghĩ rằng ông đạt được mọi thứ đều nhờ họ, để ông kính sợ, sau đó cam tâm tình nguyện dâng mọi thứ cho họ. Ông nghĩ xem, vì sao bọn họ lại ra tay vào khoảng thời gian này, Ngô Bình hỏi. Đường thời lộc nheo mắt, vì tôi có khả năng sẽ chết do bệnh, không còn giá trị lợi dụng nữa, bọn họ buộc phải ra tay nhưng họ không ngờ cậu ngô lại có thể cứu sống tôi không sai ngô bình gật đầu ông nghĩ thử đi vì sao trước đó đường minh vũ lại muốn chuyển hết tài sản cho nhà họ dương nhà họ dương lòng đường thời lộc trùng xuống lẽ nào nhà họ dương cũng bị bọn họ kiểm soát ngô bình đáp tôi không rõ lắm về nhà họ dương nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy chuyện này chắc chắn có dính dáng đến nhà họ dương đường thời lộc chìm vào hồi ức Đoạn nói, sau khi người đó rời đi không lâu thì tôi gặp được Dương Trân Châu. Lúc đó tôi chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, còn bà ấy lại là cô cả nhà họ Dương. Khi ấy nhà họ Dương đã là một gia tộc giàu có với khối tài sản hàng tỷ, có sức ảnh hưởng rất lớn ở cả hai giới hắc bạch. Nay nghĩ kỹ lại, tôi có thể thành công nhanh như vậy cũng nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Dương. Ngô Bình đáp, đúng vậy, tiềm lực tài chính của nhà họ Dương cộng thêm vận số của ông, làm sao mà ông không giàu được. Đường thời lộc cười khổ, nhưng ai có thể bài bố cục diện kinh thiên động địa như vậy chứ? Suốt cuộc bọn họ là ai? Mưu tính 60 trăm dòng giã, bọn họ chờ được ư? Ngô Bình nói, ông nhầm rồi. Bọn họ có thể kiểm soát nhà họ đường và nhà họ dương, thì cũng có thể khống chế những gia tộc khác. Đột nhiên đường thời lộc cảm thấy rất sợ hãi, Ben thầm thì dù cho tôi đã biết hết mọi chuyện, thì liệu tôi có thể chống lại bọn họ không? Ngô Bình im lặng, một lúc lâu sau đó mới lên tiếng, không biết nữa. Tôi không tưởng tượng được, sức mạnh thế lực này có thể lớn đến mức nào. Trước đó đường minh vũ từng uy hiếp tôi rằng ông ta có quen một vị thế tử của gia tộc cổ võ. Có khi vị thế tử ấy có liên quan đến thế lực này. Thoát cái, trong đường thời lộc như già đi rất nhiều, nói vậy, tôi chỉ có thể chấp nhận số phận sao. Anh bỗng nhiên bật cười, đoạn bảo ông quên rồi sao. Tôi đây, cũng biết xem bói mà đường thời lộc ngẩn ra, rồi nhìn Ngô Bình, ý cậu là xem bói cho tôi ư. Ngô Bình mỉm cười, lấy 5 đồng tiền phép ngũ đế ra rồi úp lại bằng hai lòng bàn tay, miệng niệm gì đấy, sau đó ném đồng tiền lên mặt bàn. 5 đồng tiền ấy được giải ra một cách ngẫu nhiên, anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, thấy một hình vẽ mờ mờ hiện ra trên 5 đồng tiền. Ngô Bình nhắm mắt, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên cất tiếng, ông có thể sống đến năm 103 tuổi. Đường Thời Lộc hơi bất ngờ, tôi sống thọ đến vậy ư? Anh cười đáp, vậy nên ông không cần quan tâm đến đám người kia. Chỉ cần ông không chết, nhà họ Đường vẫn do ông quản lý. Đường Thời Lộc hỏi, nhưng nhớ đâu bọn họ ra tay với tôi thì sao? Không đâu, Ngô Bình rất chắc chắn, quẻ bói nói rằng ông sống được đến năm 103 tuổi, mà còn sống một cách bình an, không cần lo nghĩ. Nếu bọn chúng nhắm vào ông, quẻ bói tuyệt đối sẽ không như thế chương 239 đây chính là cách dùng máu nhận ruột thịt. Đường thời Lộc vẫn cảm thấy lo lắng, cậu ngô à, trước đó cậu bảo đối phương là lời khuyên, vậy hiện tại cậu là gì? Ngô Bình nhẹ nhàng đáp, tất nhiên là tiên tri. Đường thời Lộc sửng sốt, còn cao siêu hơn cả người đó ư. Cất mấy đồng tiền phép, Ngô Bình nói, bình tĩnh đi. Tối nay tôi sẽ trông giữ cho nhà họ đường. Đường thời Lộc hít một hơi thật sâu, cậu ngô à, vậy bây giờ tôi nên làm gì đây ngô bình trả lời bây giờ ông chỉ có thể tin tưởng hai người đường minh huy và đường tử di họ là người thân thật sự của ông đường thời lộc khẽ thở dài minh huy nó đã chịu khổ nhiều rồi biết mình chỉ có đứa con ruột đường minh huy ông ta cảm thấy hối hận vô cùng ngô bình nói đừng nhắc mấy chuyện này nữa ông đường à bây giờ tập đoàn đường thị nằm trong tay ai đường thời lộc đáp, quyền nắm giữ cổ phần đều nằm trong tay tôi. Ngô Bình gật đầu, nếu muốn phá cục diện này, ông phải chuyển quyền nắm giữ cổ phần cho đường tử di và đường minh huy càng nhanh càng tốt. Như vậy sẽ làm rối tung kế hoạch của họ. Đường thời lộc nghiến răng, cậu Ngô à, cậu có thể chứng minh minh vũ thật sự không phải con ruột của tôi hay không? Anh biết đường thời lộc vẫn còn đôi chút hoài nghi, bèn gật đầu, muốn biết có phải con ruột hay không rất dễ. Ông từng nghe cách dùng máu nhận ruột thịt chưa? Đường Thời lộc ngẩn người, chẳng phải cách đó không khoa học sao? Ngô Bình cười nói, cách dùng máu nhận ruột thịt trên phim đều sai cả. Ông gọi Đường Minh Huy đến đây đi, tôi sẽ cho ông thấy cách dùng máu nhận ruột thịt chuẩn xác. Ông ta bảo quản gia gọi Đường Minh Huy đến. Đường Minh Huy không hiểu đã xảy ra chuyện gì nên tâm trạng rất thấp thỏm, dè dặt bước đến hỏi, "Bố tìm con ạ?" Ngô Bình nói, "Chú Đường cho cháu mượn một giọt máu của chú. Anh dùng móng tay rạch nhẹ một đường lên ngón trỏ bên phải của Đường Minh Huy, rồi nặn một giọt máu ra. Giọt máu vừa rơi xuống đã được mô bình dùng chân khí giữ lại lơ lửng giữa không chung. Sau đó anh lấy tiếp một giọt máu của Đường Thời Lộc. Hai giọt máu cùng lúc lơ lửng trong lòng bàn tay anh, chỉ cách nhau vài 3 mm. Lúc này anh đang niệm một loạt câu chú, hai giọt máu khẽ di chuyển rồi chậm rãi xoay vòng, xoay càng lúc càng nhanh. Nửa phút sau, chúng bỗng hợp thành một giọt máu, rồi một lượng lớn hơi nước lập tức bốc lên, ngừng tụ thành tinh thể máu to bằng hạt gạo. Anh nhón lấy tinh thể máu ấy rồi nói, đây chính là cách dùng máu nhận ruột thịt. Đường Minh Huy chố mắt hỏi, Ngô Bình à, đây là gì vậy? chương 240 làm càng nhanh càng tốt. Đường thời lộc khẽ thở dài, nói với đối phương, Minh Vũ à, bố nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tuân theo mệnh lệnh của vị cao nhân kia. Gọi con đến là vì mong con chuẩn bị tâm lý tiếp quản tập đoàn đường thị. Mắt đường minh vũ sáng rỡ, bố cứ yên tâm ạ. À. Con chắc chắn sẽ quản lý tập đoàn đường thị thật tốt. Đường minh vũ đang nói chuyện thì đầu ngón tay đột nhiên nhói lên, bị thứ gì đó cắt vào mạch máu. Máu tươi chảy ra, có mấy giọt nhỏ xuống sàn. Hắn kinh ngạc hô lên, vội vàng nắm chặt tay lại, vừa giận dữ nhìn Ngô Bình vừa nói, Tông sư Ngô, cậu làm gì vậy? Ngô Bình nhún vai, ngại quá. Tôi dùng kim chích mũi, bất cần làm chú bị thương. Đường Minh Vũ hừ giọng, đoạn nói với Đường Thời Lộc: "Bố à, con đi băng bó tay nhé, lát nữa sẽ trở ra." Hắn vừa đi khỏi, Ngô Bình lập tức lấy một giọt máu dưới sàn lên, rồi lại lấy một giọt máu của Đường Thời Lộc, tiếp tục thực hiện phương pháp dùng máu nhận ruột thịt. Lần này, hai giọt máu lơ lửng giữa không trung nhưng mãi mà vẫn không hợp lại khi chúng vừa lại gần nhau thì đột nhiên bóc một cái, cả hai giọt máu đột nhiên nổ tung và biến thành hai làn khói đen, rồi dần biến mất. Đường thời lộc hỏi, cậu ngô à, thế nghĩa là? Chuyện này chứng minh hai người không có quan hệ huyết thống. Máu không thể dung hợp, thậm chí không thể đến gần nhau, anh nói. Đường thời lộc thở dài, đoạn lấy điện thoại ra gọi, luật sư cố à, anh đến biệt thự vân đỉnh nhanh nhất có thể nhé, tôi muốn chuyển quyền nắm giữ cổ phần cho người thân của tôi cúp máy rồi đường thời lộc chân thành cúi người với ngô bình cậu ngô ân tình này không thể cảm ơn bằng lời tôi sẽ đền đáp cậu thật hậu hĩnh ngô bình xua tay tôi là bạn của tử di đây là chuyện nên làm mà ông nghỉ ngơi một lát đi tôi sẽ ở đây trông chừng bây giờ anh cũng không nói nhiều nữa chỉ tĩnh tâm ngồi xuống hít vào thở ra theo pháp môn như lai like. Sau khi luyện khí thành sức mạnh, phương pháp hít thở của anh đã khác trước. Giữa nhịp hít và thở không chỉ luyện khí, mà còn có thể tu luyện tinh thần. Lúc này anh đang chìm trong thức hải, có một khoảng sáng thần kỳ cứ co vào phòng ra, diệu kỳ vô cùng. Khi tu luyện, anh không hề cảm nhận được sự thay đổi của thời gian, đến khi mở mắt đã là 2 giờ sau rồi. Một người đàn ông trung niên cùng Đường Tử Di và Đường Minh Huy đều được gọi vào phòng. Họ cần tiến hành chuyển giao quyền lực tập đoàn Đường thị, mà chuyện này phải làm theo trình tự pháp luật. Khi biết được kế hoạch của Đường Thời Lộc, Đường Minh Huy gần như không dám tin vào tay mình, cả Đường Tử Di cũng rất ngỡ ngàng. Ngô Bình nói, làm càng nhanh càng tốt. Rồi anh ngồi ở ngoài cửa, anh biết lúc này Đường Minh Vũ đã ngộ ra mọi chuyện. Đêm nay sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt. Quả nhiên, chưa đến 10 phút sau, Dương Trân Châu và Đường Minh Vũ đã đưa năm vị cao thủ đến. Năm người này vào ban ngày không xuất hiện, chắc hẳn Đường Minh Vũ đã có chuẩn bị từ trước. Đường Minh Vũ lạnh lùng chừng mắt nhìn anh, Tông Sư Ngô, tốt nhất là cậu nên tránh ra. mươi 241 lên cùng một lúc, giết nó. Ngô Bình Hờ hững đáp, nếu tôi không tránh thì sao? Không tránh thì chết, một ông lão mặc áo xám tiến lại gần. Sắc mặt người này tái nhợt, trông như cương thi, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Khẩu khí cũng lớn lắm. Một giọng nói chợt vang lên, có một người bước ra từ bên hông Ngô Bình, là Từ Quý phi. Trước khi ngồi thiền, Ngô Bình đã nhắn tin cho Từ Quý phi, bảo ông ấy đến đây thật nhanh. Từ Quý phi đã đến từ sớm, có điều vẫn luôn ẩn mình trong góc tối để chờ thời cơ. Đồng Thi Diêm La, từ lâu đã nghe danh chân lực tà ác của ông Sở Hữu uy lực rất ghê gớm. Vừa hay dịp này tôi được lĩnh giáo. Ông lão mặc áo xám tên Diêm La, là tông sư cảnh giới thần, có biệt danh đồng thi, sở hữu chân lực tà ác có uy lực rất mạnh, tiếng tăm vang xa. Diêm La cười khẩy, ông ba nhà họ từ hà, chuyện của tôi, ông cũng dám xen vào sao. Từ quý phi cười hề hề, tôi phải xen chứ. Hai người đứng yên, khí tức khóa chặt đối phương. Lúc này, người thứ hai bước ra, y ăn mặc như đạo sĩ, ngoài 40 tuổi, đeo một thanh kiếm trên lưng và để dâu dài. Khí tức tỏa ra từ y cũng sắc bén như kiếm vậy, khiến người ta rất kinh sợ. Có lẽ đây là một cao thủ về kiếm. Phó Đang, Diệp Lãnh Trúc, đạo sĩ nhẹ giọng nói rồi nhìn sang Ngô Bình, ánh mắt thoạt trông điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sát khí. Ê đạo sĩ, dám đấu với tôi không? Lại có một bóng dáng yêu kiều xuất hiện từ bên người Ngô Bình, trông như học sinh trung học vậy, xinh đẹp lại quyến rũ, là Hồng Lăng. Ngô Bình bật cười, em đến nhanh thế. Hồng Lăng cười nói, em vừa nhận được điện thoại là đến đây ngay. Anh xem, em chạy đến mức giày tả tơi này. Ngô Bình ghét nói nổi, ai bảo em đi bộ thế hả? Hồng Lăng nói một cách rất nghiêm túc, đi bộ nhanh mà, không cần đi đường vòng. Ngô Bình nhận định tối nay sẽ rất nguy hiểm, nên ngoài việc gọi từ Quý Phi, anh còn báo cho Hồng Lăng. Sau khi nhận được tin, Hồng Lăng còn chẳng bắt xe, mà trèo đèo lội suối chạy thẳng đến đây. Sự xuất hiện của Hồng Lăng khiến đôi mắt của vị đạo sĩ trung niên kia sáng rực lên. Y nói kiếm khí rất mạnh, cô là một cao thủ dùng kiếm. Đôi mày thanh tú của Hồng Lăng khẽ nhướng lên nên phải cẩn thận đấy nhé. Thấy có hai cao thủ xuất hiện sau lưng Ngô Bình, đường Minh Vũ lập tức cảm thấy lo lắng. Kịch bản mà hắn tính đến không phải như vậy. Đường Minh Vũ sốt ruột phất tay, lên cùng một lúc. Giết nó, ba vị cao thủ còn lại đều xông đến vây quanh Ngô Bình. Hai trong số họ là cao thủ đã luyện khí thành sức mạnh, còn một người là cao thủ phóng chân khí. chương 242 tất cả mọi người đều run rẩy cảm giác được nguy cơ to lớn. Ngô Bình bày tư thế, như lai thần canh quanh thân hiện ra, một luồng sức mạnh đáng sợ phóng ra. Tất cả mọi người đều run rẩy cảm giác được nguy cơ to lớn. Âm! Uhm. Anh tung chiêu kim cương long trảo thủ rồi vồ tới chỗ người dẫn đầu. Người này cũng đã luyện khí thành sức mạnh, sức mạnh màu xanh xám bao lấy cánh tay, một chiêu được tung ra. Đối phương có sức lực rất đáng sợ, sức mạnh cuồn cuộn phát ra tiếng ầm ầm, gió lớn vồ tới. Tay Ngô Bình nắm lấy cánh tay người đó một cách chuẩn xác, sau đó bẻ mạnh. Rắc rắc. Cánh tay rắn chắc như sắt thép của đối phương đã bị một chiêu bẻ gãy như thế, mà chân trái của anh đá lên ngực đối phương tựa như một con rồng thần. Phụt người này bị đánh bay ra mười mấy mét tựa như một bao cát sau khi rơi xuống đất thì hộp máu liên tục tinh thần rệu rã hai người còn lại nghẹt thở cảm giác áp lực to lớn khiến họ vô thức thu lại chiêu thức lùi ra sau nhưng đã quá muộn hai nắm đấm sắt đã bay tới tựa như dáng từ trên trời xuống nó đánh lên vai hai người với một góc độ kỳ quái vai họ liền bị nát vụn sau đó thần lực khổng lồ dễ dàng đánh vào kinh mạch của họ trong thoáng chốc hai người đã mất đi sức chiến đấu ngã khuỵu xuống đất. Một bên khác, đạo nhân và ông lão đổ sám bị hồng lăng và tử quý phi giữ chặt, hoàn toàn không rảnh quan tâm những người khác. Ngô Bình quay người lại nhìn đường Minh Vũ, mặt ông ta trắng bệch, ông ta lùi mấy bước rồi nói, Tông Sư Ngô, tôi mong cậu hãy nghiêm túc suy xét lại. Nếu cậu dám động vào tôi thì sẽ phải chịu sự báo thù độc ác nhất trên thế giới này đấy. Thế lực sau lưng tôi cực kỳ đáng sợ, cậu không thể tưởng tượng được đâu. Mặt Ngô Bình không biểu cảm, "Đường Minh Vũ, tôi cũng khuyên các người, đừng có nhòm ngó nhà họ Đường. Nếu các người chịu lùi bước thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra." "Không thể nào, Đường Minh Vũ hừ lạnh, "Ngô tông sư, đối với chúng tôi thì tông sư cảnh giới thần cũng chẳng là gì cả. Nếu cậu cứ nhất quyết như vậy thì không lâu sau sẽ có tông sư cảnh giới tiên thiên xuất hiện. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ đấu lại được tông sư cảnh giới tiên thiên sao?" vậy ông nghĩ rằng bây giờ ông có thể đấu lại tông sư cảnh giới tiên thiên sao ngô bình nói anh ép sát đường minh vũ gần như dí sát vào mặt ông ta năm cao thủ thì đã có ba người bị thương nặng hai người thì không rảnh lo cho ông ta giờ đây ông ta chỉ có thể một mình đối mặt với ngô bình đầu đường minh vũ túa ra mồ hôi lạnh tông sư ngô đừng mắc sai lầm chắc ông vẫn ôm hy vọng nhỉ vậy thì đợi thêm lát nữa lúc này từ quý phi và diêm la đã đánh nhau long tượng chân canh của từ quý phi bao bọc toàn thân từng chiêu thức của ông ấy đều có uy lực khổng lồ diêm la tựa như một cái xác sống toàn thân ông ta có khí âm sát lạnh lẽo như băng sức sát thương cực mạnh chương 243 cậu muốn tìm tôi sao kiếm khí lạnh lẽo đó trôi nổi vô định diệp lãnh chúc cả kinh y vội lùi ra sau nhanh chóng nhân cơ hội rút kiếm hai luồng ánh kiếm một luồng như rồng lượn một luồng tựa ánh chấp cùng giao thoa. Ngô Bình khẽ nhíu mày, kiếm pháp của Diệp Lãnh Trúc đúng là quá tuyệt. Chiêu kiếm của y tựa như có sức hút, kiếm của Hồng Lăng vừa chạm vào đã bị hút chặt, hiệu quả của chiêu kiếm nhanh bị áp chế rất nhiều. Kiếm pháp nhanh như chấp của hai người lại vô cùng rõ ràng trong mắt anh, anh lạnh nhạt nói, Hồng Lăng, tấn công huyệt vân môn trên vai trái y. Kiếm Hồng Lăng liền run lên, thoát khỏi lực hút đó rồi đâm vào vai của đối phương cũng vô cùng kỳ lạ, Diệp Lãnh Trúc đã phung kiếm chặn ngay, nhưng kiếm của y vẫn còn vài phân nữa mới đến được. Còn chưa chặn được chiêu kiếm của Hồng Lăng thì vai y đau nhói, luồng khí toàn thân cũng rối loạn. Mặt y sám ngoét, ánh kiếm đầy trời liền biến mất. Y lạnh nhạt nói, tôi thua rồi. Kiếm khí của Hồng Lăng đã xâm nhập vào kinh mạch của y khiến toàn thân y tê liệt, mất đi khả năng hành động. Một bên khác, Diêm La đã bị từ quý phi đánh bay, khi âm sát toàn thân cũng biến mất toán loạn, ông ta phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng trắng bệch. Từ quý phi lạnh lùng nói: Đồng Thi, cút ngay đi, tôi tha cho một mạng đấy. Đồng Thi Diêm La lại không động đậy. Ông ta lạnh lùng nói: Hôm nay nếu ông giết tôi, ông sẽ phải chịu sự báo thù không ngừng nghỉ của cương thi môn. Còn nếu ông rút lui không lo chuyện bao đồng nữa thì ông sẽ được an toàn. Từ quý phi lạnh lùng nói: Diêm La ông dùng cương thi môn ra đe dọa tôi đúng là quá coi thường từ quý phi này rồi. Âm! Um, ông ấy ra tay nhanh như chớp, đánh một trưởng vào ngực diêm la. Ông ta liền quỳ dạp xuống đất, cảm giác như chân khí toàn thân biến thành một dòng khí nóng chậm chậm, chậm chảy ra ngoài qua lòng bàn tay. Ông, ông phế tu vi của tôi sao? Diêm la vừa kinh ngạc vừa tức giận, hai mắt ông ta trợn ngược rồi ngất đi. Hồng lăng cất kiếm đi, tất cả bộ phận trên đầu diệp lãnh trúc đều chảy ra một chất lỏng màu đen cơ thể y hoàn toàn không chịu nổi sự xâm nhập của kiếm khí hồng lăng y thốt lên kiếm pháp rất tuyệt sau đó y đổ xuống tắt thở sắc mặt đường minh vũ rất khó coi bây giờ ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng ông ta nói tông sư ngô không thể không thừa nhận bản của cậu rất mạnh nhưng trước khi uy hiếp tôi thì hãy suy nghĩ về tình cảnh của bản thân bây giờ đi Ngô Bình chừng ông ta, giờ ông không có tư cách nói chuyện với tôi, bảo người phía trên ông tới đây. Cậu muốn tìm tôi sao? Một người đàn ông trung niên đi ra khỏi con đường nhỏ. Ông ta mặc đồ kiểu tôn trung sơn, khoảng 40 tuổi, ánh mắt sắc bén. Mỗi bước chân của ông ta khiến mặt đất xuất hiện một dấu chân sâu khoảng 3 phân. Thấy người đó, sắc mặt dương chân châu trở nên kích động. Bà ta đi lên một bước, nguyên trạch. Người đó liếc dương chân châu, lạnh lùng nói, bà khiến tôi thất vọng quá, bà không nuôi dạy con trai tôi tử tế. Bà cũng chẳng khống chế nhà họ đường cho tốt. mươi 244 không tiến. Người bà ta run lên, ánh mắt lộ vẻ tuổi thân. Đường Minh Vũ gào to, bố ơi, thực ra tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng không ngờ tông sư ngô này lại nhúng tay vào. Cậu ta sẽ không nhúng tay vào đâu, người đàn ông nhìn ngô bình, cậu bạn, tôi đếm đến 10, cậu phải rời khỏi đây, tôi sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì. Nếu không, cậu chắc chắn phải chết ở đây. Thế sao? Ngô Bình cười lạnh, ông ôm đàn cũng không dễ dàng gì, muốn ra tay thật à? Người đó biến sắc mấy lần, sau đó chừng Ngô Bình, cậu biết sao? Ngô Bình nói, tôi còn biết nhiều chuyện khác nữa. Người đó chợt bật cười, tôi đã từng nghe nói về y thuật của cậu, không ngờ cậu cũng hiểu biết sâu về tu hành như vậy. Đúng vậy, hôm nay tôi quả thực không thể ra tay. Người đàn ông là một cao thủ cảnh giới tiên thiên, nhưng quá trình ôm đan của ông ta gặp vấn đề. Nhìn thì rất mạnh, nhưng vấn đề bên trong rất lớn, thế nên ông ta không thể đánh với Ngô Bình được. Anh nói, các người có thể đi được rồi, sau này đừng có nhòm ngó nhà họ đường nữa. Người đó im lặng hồi lâu mới nói, cậu Ngô, tôi đã lên kế hoạch về nhà họ đường 60 năm, cậu bảo tôi từ bỏ là tôi phải từ bỏ sao? thực sự không giấu, sau lưng tôi còn có thế lực đáng sợ hơn nhiều, người đó mà xuất hiện thì những người ở đây đều phải chết. Ngô Bình lạnh lùng nói, một nhà họ đường đổi một cao thủ cảnh giới tiên thiên, các người cảm thấy thế nào lời hơn. Người đàn ông chấn động, ông ta hiểu Ngô Bình đang nói chính ông ta. Quá trình ôm đan của ông ta xảy ra vấn đề, 20 năm nay không có tiến triển gì. Điều này khiến ông ta vô cùng đau khổ, cũng ảnh hưởng lớn đến tiền đồ của ông ta trong tổ chức. Ông ta hít sâu một hơi, nói cậu Ngô có cách gì sao? Nếu tôi đã có thể nhận ra thì tất nhiên có cách giải quyết, nhưng mà đây là chuyện khác, sau hôm nay lúc nào ông cũng có thể đến tìm tôi. Người đàn ông im lặng một lúc rồi đột nhiên bật cười, được. Chuyên nhà họ Đường đến đây là kết thúc, chúng tôi sẽ rút lui. Ngô Bình nói, không tiến. Một đám người đi vào nâng tất cả những người đã chết và bị thương ra ngoài. Dương Trân Châu và Đường Minh Vũ cũng đi cùng người đàn ông. Trước khi đi, người đàn ông nói, giá trị của cậu Ngô vượt xa 10 nhà họ đường, tôi rất mong có thể làm bạn với cậu. Ngô Bình nói, vậy thì phải xem lựa chọn của ông thế nào. Đám người này rời đi khiến trái tim lơ lửng của từ quý phi cuối cùng cũng được buông xuống. Ông ấy nói, nguy hiểm quá, nếu người này không mang tất cả mà ra tay thì chúng ta chỉ có thể liều mạng. Chương 245 cậu Ngô đúng là nhân vật tầm cỡ thần tiên. Mấy người quay về đại sảnh, luật sư Cố đã hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Lúc này Đường Minh Huy vẫn như đang ở trong mơ, ông ấy không khỏi hỏi: "Bố, bố thực sự giao tập đoàn Đường Thị cho con quản lý sao?" Đường Thời Lộc mỉm cười, "Thực ra con rất thông minh, giống hệt bố thời trẻ. Nhưng mấy năm nay con đã bị Đường Minh Vũ và Dương Trân Châu chèn ép quá nhiều, thế nên tài năng của con bị che lấp." Bây giờ con có thể yên tâm rồi, con là con trai của Đường Thời Lộc này, là người thân mà bố tin tưởng nhất." Đường Minh Huy gật đầu thật mạnh, "Bố yên tâm, con chắc chắn sẽ quản lý nhà họ Đường thật tốt." Đường Tử Di cũng rất vui mừng, nói, "Ông nội, cháu nói thật nhé, trước đó cháu và bố đã chuẩn bị sẵn để rời khỏi nhà họ Đường rồi." Không lâu trước, Đường Minh Tín đã suýt nữa hại chết bố con cháu ở biên nam. Sau đó cô ấy liền nói ra chuyện ở biên nam Đường Thời Lộc vừa kinh ngạc vừa tức giận cái thằng chết tiệt đó. Hiển nhiên, Đường Minh Tín không phải con trai của ông ta, ông ta cũng là kẻ mà đối phương nhằm vào giống Đường Minh Huy. Ngô Bình nói, đối phương tạm thời sẽ không nhắm vào nhà họ Đường, Đường Minh Vũ và Dương Chân Châu đều đi rồi. Đường Thời Lộc rất bất ngờ, đều đi rồi sao? Ngô Bình gật đầu, người mà ông nói đã xuất hiện rồi. Ông ta là tông sư cảnh giới Tiên Thiên, nhưng tu hành có vấn đề. Tôi đã nói rằng tôi có thể chữa khỏi cho ông ta, đổi lại ông ta không được động vào nhà họ đường. Còn việc ông ta có giữ lời hứa không thì tôi cũng không chắc. Đường thời lộc thở dài, ông ta cúi đầu trước Ngô Bình, cậu Ngô, ơn đức của cậu đường thời lộc này cả đời cũng không quên. Đường Minh Huy cũng cúi đầu trước anh, Ngô Bình vội nói, hai người không cần thế đâu. Đường Tử Di cười nói, ông nội, cháu và anh Ngô Bình đang đầu tư vào Vịnh Bạch Long, dự án đang được tiến hành dự án này dùng danh nghĩa của đường tử di để đầu tư, hoàn toàn không liên quan đến nhà họ đường. Đường thời lộc mỉm cười, sao ông có thể không biết mấy hành động của các cháu được? Nếu không cháu nghĩ dự án đó có thể được phê chuẩn dễ dàng như thế sao? Đường tử di kinh nhạc, ông nội, ông âm thầm giúp đỡ chúng cháu sao? Đường thời lộc gật đầu, các cháu làm dự án Vịnh Bạch Long là ông biết có cao nhân ra tay giúp đỡ, thế nên tất nhiên cũng giúp các cháu một tay một khi làm dự án này thì lợi nhuận khôn kể đường tử di nói cao thủ đó chính là anh ngô bình anh ấy đã phá giải sát long ở vịnh bạch long đường thời lộc vô cùng kính phục nói cậu ngô đúng là nhân vật tầm cỡ thần tiên ngô bình nói quá khen ông cho người đi bốc thuốc đi ông đường cần phải bồi bổ sức khỏe đường thời lộc gọi quản gia tới cho người đi phòng thuốc lấy thuốc nhà họ đường có phòng thuốc riêng bốc thuốc rất tiện Lúc này Ngô Bình nói, "Ông Đường, trong kho thuốc của ông có rất nhiều thuốc tốt, sau này e là tôi sẽ làm phiền nhiều." Chương 246 Tu vi của ông ta có vấn đề. Đường Thời Lộc liền bật cười, "Chuyện nhỏ, thuốc trong kho cậu Ngô cứ dùng thoải mái, cứ coi như đồ trong nhà mình." Ngô Bình liền giới thiệu luôn cả Hồng Lăng và Từ Quý Phi. Đường Thời Lộc biết Từ Quý Phi, liền luôn miệng cảm ơn. Không lâu sau, Đường Thời lộc sai người bày tiệc rượu để cảm ơn nhóm Ngô Bình. Trên bàn rượu, Đường Thời lộc có rất nhiều nghi hoặc. Ông ta hỏi, "Cậu Ngô, hôm nay may mà có cậu ra tay giúp đỡ." Nhưng tôi vẫn không dám tin, dáng vẻ người đó vẫn hệt như năm đó, ông ta không giả đi sao? Ngô Bình nói, "Năm đó khi ông ta bắt đầu bày kế đối phó ông thì e là đã là cao thủ cảnh giới khí rồi. Có tu vi như vậy, lại thêm cả thuật dưỡng sinh nhất định có thêm thuốc phụ trợ thì giữ gìn khuôn mặt không già cũng không phải chuyện khó. Nhưng trên thực tế, tôi thấy cơ thể ông ta cũng bắt đầu lão hóa rồi. Nói một cách đơn giản, nhìn bề ngoài ông ta khoảng 40, 50 tuổi, nhưng trên thực tế các chức năng của cơ thể cũng đã đến mức 70, 80 tuổi. Nếu ông ta không phải cao thủ cảnh giới tiên thiên thì ông ta sẽ còn lão hóa nhiều hơn nữa. Từ Quý phi nói, thế nên ông ta bằng lòng dùng nhà họ Đường để trao đổi với chú cũng liên quan đến điều này sao?" Ngô Bình gật đầu, tu vi của ông ta có vấn đề, nếu không giải quyết thì trong vài năm tới chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ăn cơm xong, Từ Quý phi ra về trước, Hồng Lăng và Ngô Bình thì tới công trường. Cô ấy có cốt tiên, tuy tu vi chưa đạt đến cảnh giới nhất định nhưng vẫn có thể hấp thu một phần linh khí thiên địa. Vậy nên anh đưa Hồng Lăng cùng tới công trường tu luyện với anh hồng lăng không cảm nhận được linh khí cô ấy chỉ cảm thấy đứng ở nơi này rất dễ chịu cô ấy liền ngồi xuống ngồi thiền điều hòa hơi thở ngô bình phát hiện phương pháp hít thở của hồng lăng không quá cao siêu anh liền dạy cho cô bộ phương pháp hít thở phong lôi có thêm phương pháp hít thở này hồng lăng sẽ như hổ mọc thêm cánh ngô bình cũng kiếm được chút lời từ việc tiểu thần hấp thu linh khí trời đất hai tiếng sau tiểu thần đã hút no linh khí cũng giống lần trước nó đưa một phần thần năng cho Ngô Bình để hòa vào chân khí. Sau khi nghiên cứu cả ngày hôm qua, Ngô Bình phát hiện tác dụng của chân khí màu vàng rất kỳ diệu. Nó không chỉ củng cổ kinh mạch mà còn có thể khôi phục vết thương của cơ thể, điều này là năng lực vô cùng hiếm có đối với một thầy thuốc như anh. Tiểu thần vừa hút no linh khí thì bên vệ thanh ảnh đã có tin. Cô ấy nói âu lực, ngôi sao bóng rổ đã tới Vân Kinh, hỏi anh bao giờ rảnh. Anh liền bảo cương tử về căn nhà số 1 ở khu biệt thự Thái Khang, anh thì lái chiếc Mercedes-Benz S600 của Trác Khang đi gặp Âu Lực. Khách sạn Long Hoa, đại sảnh tầng 1. Vệ Thanh Ảnh đứng cạnh cửa, thấy Ngô Bình tới thì vội đi lên đón, cười nói: "Anh Ngô, vất vả cho anh quá." Ngô Bình nói: "Không cần khách sáo, Âu Lực đâu?" Vệ Thanh Ảnh nói: "Vì sợ bị người ta nhận ra nên anh ấy đang ở trong phòng." người quản lý và người nhà của anh ấy cũng đến. Ngô Bình gật đầu, cô đã nói rõ tình hình với anh ta chưa? Vệ thanh ảnh, tôi đã nói rõ rồi. chương 247 tôi muốn cầu xin anh một chuyện. Được, vậy chúng ta đi thôi. Trên tầng 3 khách sạn, vệ thanh ảnh gõ cửa căn phòng thứ nhất. Sau khi cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Người đó mày xếch lên, môi mỏng, khiến người khác cảm thấy rất nghiêm khắc bà ta đánh giá ngô bình một lượt sau đó liền tỏ vẻ bất mãn nói với giọng hải thành ôi trời cô vệ à bác sĩ ngô mà cô nói là cậu ta sao trẻ thế này đừng nói là lừa đảo đấy nhé tôi nói cho cô biết trước đó có mấy tên lừa đảo tôi đã báo cảnh sát hết rồi ngô bình cạn lời vừa gặp đã nói bác sĩ là lừa đảo người phụ nữ này đầu óc có vấn đề à vệ thanh ảnh vội vàng nói cô ơi tuy anh ngô còn trẻ tuổi nhưng rất giỏi y thuật Ông nội cháu được anh ngô đây chữa khỏi đấy ạ. À. Người phụ nữ trung niên nọ vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Bà ta mở hẳn cửa ra, đoạn nói, được rồi, vào đi. Đây là phòng suýt, có một chàng trai cao hơn 2 mét đang ngồi trên sofa, chân băng bó và được gác lên cao, vẻ mặt đầy lo lắng. Người phụ nữ nọ nhỏ giọng bảo, à lực à, cô vệ đến rồi, có đưa bác sĩ theo này. Không hề có vẻ vui mừng nào trên mặt âu lực. Khoảng thời gian vừa qua đã có rất nhiều bác sĩ đến chữa trị, nhưng không một ai có thể giúp Âu Lực hồi phục nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến chuyện chơi bóng rổ về sau. Anh ta thất vọng về những bác sĩ này từ lâu lắm rồi, trong lòng ngập tràn sự chán ghét và căm hận, cảm thấy bọn họ đều là hạng lang băm. Âu Lực ngẩng lên nhìn Vệ Thanh Ảnh rồi nói, "Cậu nhọc lòng rồi, Thanh Ảnh." Vệ Thanh Ảnh bèn đáp, "Âu Lực à, cậu yên tâm đi, y thuật của bác sĩ Ngô Bình cực kỳ giỏi, nhất định sẽ có cách mà." Ngô Bình vừa bước vào đã quan sát chân của Âu Lực. Sau khi dùng năng lực nhìn thấu, anh thấy chân anh ta không chỉ bị rách dây chằng mà còn gãy xương ngón chân và tổn thương cơ. Tuy đây không phải là vấn đề nghiêm trọng nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này của anh ta. Hơn nữa, anh ta không thể quay lại thi đấu sau ít nhất vài tháng. Chấn thương của cậu, tôi có thể chữa khỏi trong một tuần, Ngô Bình đột nhiên cất lời, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến việc chơi bóng rổ sau này. Âu lực giật thót, có thể chữa khỏi ư. Người phụ nữ trung niên đột nhiên trừng mắt nhìn Ngô Bình rồi hỏi, cậu còn chưa xem vết thương của A lực, sao lại biết có thể chữa khỏi chứ? Tôi đã bảo cậu là hạng lừa đảo mà. Cuối cùng Ngô Bình cũng không nén nổi cơn giận nữa. Anh hờ hững nói, nếu không vì cô vệ giới thiệu, tôi tuyệt đối sẽ không đến đây. Sứt lời, anh quay lưng đi thẳng. Vệ thanh ảnh kinh ngạc, vội vã đuổi theo, nhỏ giọng nói, xin lỗi anh Ngô, Tôi không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Không sao, Ngô Bình nhẹ giọng đáp, giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng cần sự tin cậy và duyên phận, không thể ép buộc. Vệ Thanh Ảnh Trần trừ một hồi mới lên tiếng, anh Ngô này, tôi muốn cầu xin anh một chuyện. Chương 248 tất nhiên là thích cô hơn rồi. Nghe Vệ Thanh Ảnh nói xong, Ngô Bình lập tức nghĩ đến một người. Ấy là một nghệ sĩ nữ vừa xinh đẹp vừa mang phong cách hoang dã, Trần Lăng Sương. Trần Lăng Sương từng là vận động viên thể dục dụng cụ nên thể chất rất tốt. Nhờ gương mặt cực kỳ xinh đẹp và thân hình nóng bỏng, cô ấy đã nhanh chóng nổi tiếng trên mạng sau một lần tham gia thi đấu. Công ty Hoa Ảnh Thiên Kinh lập tức ký hợp đồng với Trần Lăng Sương và Donnie đóng giày cho cô ấy vai diễn trong phim điện ảnh đầu tay nữ sát thủ. Phim vừa ra mắt đã nổi tiếng vô cùng, doanh thu toàn quốc dễ dàng vượt qua con số 1 tỷ. Kể từ đó, Trần Lăng Sương đã chính thức dấn thân vào con đường điện ảnh trở thành nữ nghệ sĩ tuyến một và có được một lượng lớn người hâm mộ. Tuy nhiên, khi đang quay một cảnh phóng xe rất nguy hiểm vào năm ngoái, cô ấy đã gặp sự cố và chấn thương xương sống thắt lưng, dẫn đến việc mất cảm giác từ phần thắt lưng trở xuống. Người hâm mộ vô cùng đau buồn trước cú ngã của nữ siêu sao này. Dù y học hiện đại cách mấy cũng không thể chữa lành cho Trần Lăng Sương, chỉ giúp cô lấy lại phần nào cảm giác, miến cứng có thể đi lại bằng nặng là Trần Lăng Sương đúng không? Ngô Bình hỏi. Vệ thanh ảnh gật đầu, anh Ngô à, chấn thương của cô ấy có thể chữa khỏi không? Hồi ở trong nhà giam, Ngô Bình cũng có dạo rất thích Trần Lăng Sương. Anh nói, đưa tôi đi xem thử. Đến một căn phòng ở tầng 2 khách sạn, vệ thanh ảnh mở cửa ra, nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên xe lăn và quay lưng với bọn họ. Cô ấy đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Nghe tiếng động, cô ấy bèn cất lời, thanh ảnh này, mình muốn ra ngoài ngắm cảnh. Cô ấy dùng hai tay đẩy xe lăn để quay xe lại. Gương mặt vẫn rất đối xinh đẹp, nhưng hơi tái, khác xa với hình tượng trên màn bạc. Nhắc thấy Ngô Bình, cô ấy bèn cười hỏi, anh đẹp trai này là ai thế, Thanh Ảnh. Vệ Thanh Ảnh vội đáp, Lăng Sương à, đây là bác sĩ Ngô. Trần Lăng Sương chia tay về phía Ngô Bình, chào anh. Ngô Bình bước đến gần, Vừa khom người bắt tay với đối phương vừa nói, tôi là Ngô Bình, rất thích phim của cô. Trần Lăng Sương cười hỏi, chứ không thích tôi à? Ngô Bình đáp, tất nhiên là thích cô hơn rồi. Vệ Thanh Ảnh hít một hơi sâu, anh Ngô à, chấn thương của Lăng Sương có chữa khỏi được không? Lời vừa dứt, Trần Lăng Sương đã thấy tim mình đập mạnh, bởi vì cô ấy nhận ra thái độ của Vệ Thanh Ảnh vô cùng nghiêm túc. Chẳng lẽ người này thật sự sở hữu y thuật cao siêu ư? Ngô Bình không trả lời. Anh kéo một chiếc ghế qua và ngồi đối diện Trần Lăng Sương, làm vậy thì bọn họ có thể ngang tầm mắt với nhau. Hơn một năm trước, tôi vẫn đang ngồi tù. Món đồ được những bạn tù của tôi dán nhiều nhất ở đầu giường chính là áp phích của cô. Cô là nữ thần trong mơ của họ, anh nói. Trần Lăng Sương cười đáp, vậy à, cảm ơn mọi người đã thích tôi nhé. chương 249 cô và Trần Lăng Sương là bạn à ngô bình nói một năm qua gặp chấn thương chắc hẳn cô đã chịu rất nhiều khổ sở vệ thanh ảnh khẽ thở dài lăng sương từng tự sát ba lần cô ấy không chấp nhận được dáng vẻ hiện tại của bản thân gương mặt thanh tú của trần lăng sương vẫn thấp thoáng ý cười nhưng người ngoài không thể nhìn ra vẻ đắng cay khuất sau nụ cười ấy ngô bình nhìn trần lăng sương nói từng chữ một trần lăng sương tôi có thể trị khỏi chấn thương cho cô không gian im lặng như tờ Trần Lăng Sương kinh ngạc nhìn Ngô Bình, người đàn ông mà Trần Lăng Sương chưa hề quen biết trước đây, lại mang đến cho cô ấy cảm giác rất đáng tin cậy. Tôi có thể đứng dậy sao? Cô ấy hỏi bằng giọng run run. Ngô Bình gật đầu, cô không chỉ đứng dậy được, mà còn sẽ giống như lúc chưa chấn thương, có thể chạy nhảy, có thể thực hiện đủ loại động tác tuyệt vời. Đôi mắt vệ thanh ảnh sáng rực lên, anh Ngô à, anh thật sự chữa được ư? Ngô Bình gật đầu, tôi không nói những điều mà mình không nắm chắc. Trần Lăng Xương ngơ ngẩn hỏi lại, hai người, không lừa mình chứ? Vệ thanh ảnh cười đáp, anh Mô bảo là chữa được thì chắc chắn chữa được. Trần Lăng Sương bỗng chốc rơi nước mắt, một năm qua, cô ấy đã chịu đả kích lớn nhất cuộc đời. Bị chấn thương, bị xa lánh, bị công ty ruồng bỏ, bị công ty quảng cáo đòi bồi thường, mọi thứ khiến cô ấy tuyệt vọng vô cùng. Lúc này đây, khi nghe Ngô Bình nói rằng có thể chữa khỏi cho mình, cô ấy không còn giả vờ được nữa, ôm mặt khóc nức nở. Vệ thanh ảnh khẽ khàng ôm lấy cô, đoạn bảo, lăng xương à, mọi chuyện rồi sẽ qua. Ngô Bình nói, quá trình trị liệu khá dài, khoảng một tháng. Chi phí điều trị mỗi lần là một triệu. Vệ thanh ảnh cười đáp, được, chỉ cần trị khỏi cho lăng xương, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Ngô Bình gật đầu, ở đây không tiện điều trị. Cô thuê một căn nhà có sân nhé. Được, tôi làm ngay, Vệ Thanh Ảnh vội vàng nói. Ngô Bình Bảo, sau khi cô chuẩn bị xong thì tôi sẽ đến. Dứt lời, anh bước ra ngoài, Vệ Thanh Ảnh tiễn anh xuống lầu. Anh hỏi, cô và Trần Lăng Sương là bạn à? Ừ, nhưng cô ấy không phải là nghệ sĩ của công ty tôi, Vệ Thanh Ảnh đáp. Chương 250 anh muốn đột phá đến luyện thần. Ra khỏi khách sạn, anh lái chiếc Mercedes-Benz W140 về nhà. Lâm Băng Tiên đã tan học về và đang chơi trò chơi với Hồng Lăng, còn Lâm Mỹ Kiều thì đang làm bếp. Anh chào họ một tiếng rồi về phòng làm việc, mở máy tính ra để kiểm tra giá cổ phiếu của truyền thông Sơn Hải. Truyền thông Sơn Hải đã lên sàn 3 năm trước, doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng trưởng đều đặn trong 3 năm qua, giá trị thị trường hiện tại là 15 tỷ, giá cổ phiếu là 4,3 tệ. Ngô Bình Trần trừ một lúc rồi mở ngay một tài khoản chứng khoán, liên kết thẻ ngân hàng. Anh quyết định mua lần lượt 70 triệu cổ phiếu, tiêu tốn 300 triệu có lẽ. Số tiền trong tay anh, nếu không tính 500 triệu đầu tư cho Lý Quảng Long, thì còn chừng 270 triệu, cộng thêm tiền chi phí khám bệnh cho Trần Lăng Sương thì vừa đúng hơn 300 triệu. Có thể nói đây là một sự mạo hiểm rất lớn. Trước khi mua cổ phiếu, anh còn lên mạng tra cứu về kỹ thuật mua, để tránh việc mua vào số lượng quá lớn gây chấn động thị trường. Vậy nên vào ngày đầu tiên, anh chỉ mua vào hơn 5 triệu cổ phiếu theo lô. Một lát sau, Hồng Lăng gọi anh xuống nhà ăn cơm. Lâm Mỹ Kiều đã nấu 8 món cho bữa tối, vừa ngon vừa thơm. Lúc ăn cơm, anh có hỏi về chuyện tuyển chọn, Lâm Băng Tiên bảo rằng buổi tuyển chọn sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa, cô ấy đang chuẩn bị. Tối hôm ấy, Ngô Bình tiếp tục tu luyện Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết anh muốn đột phá đến luyện thần. Cảnh giới hoàng chia thành 3 giai đoạn, luyện khí, luyện thần, xây nền. Trước đây Ngô Bình vẫn luôn ở mức luyện khí, bây giờ đã đả thông kinh mạch cấp 2 toàn thân, luyện khí thành sức mạnh, cuối cùng cũng có thể đột phá đến giai đoạn tiếp theo luyện thần. Luyện thần, đúng như tên gọi của nó, thứ được tu luyện là tinh thần, là thần hồn. Luyện thần cũng có 3 giai đoạn nhỏ, gồm thần giác, thần ý, thần thức. Thần giác là giai đoạn thức tỉnh thần hồn, là cảnh giới cao nhất mà tinh thần của một người có thể đạt được ở giai đoạn bản năng. Ngô Bình từng có một cuộc trò chuyện với Từ Quý Phi về luyện thần. Từ Quý Phi bảo rằng trình tự tu hành trên đời này không giống nhau, nhưng hướng đi chung thì tương tự. Có điều, truyền thừa mà đa số người nhận được đều không hoàn thiện. Có người chỉ đạt đến thần giác, kẻ thì có thể đạt đến thần ý. Hơn nữa, cùng là thần ý, nhưng mỗi người tu hành lại thiên về một cái khác nhau có người tu luyện sát ý, kẻ thì thiên về phép thuật. Thứ mà Ngô Bình học là công pháp thời tiền sử chính tông và có hệ thống, với phương pháp tu hành cực kỳ nghiêm ngặt cho ba cảnh giới nhỏ này. Lúc này, anh đang sử dụng phương pháp hít thở để tu luyện tinh thần lực, nhằm chuẩn bị cho việc mở thần giác. Khi mở mắt ra, đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Anh mở điện thoại, vệ thanh ảnh nhắn tin rằng cô ấy đã chuẩn bị nơi điều trị cho Trần Lăng Sương và gửi địa chỉ cho anh. Ngô Bình cũng không vội, ăn sáng xong, anh đến công trường với Hồng Lăng trước. Sau khi để tiểu thần hít đủ linh khí, anh mới đi điều trị cho Trần Lăng Sương. Đây là một căn nhà nhỏ nằm ở khu phố cổ, yên tĩnh vô cùng. Ngô Bình vừa gõ cửa, vệ thanh ảnh đã ra mở. Cô ấy mời anh vào phòng khách, Trần Lăng Sương đang chờ ở đó, vừa thấy Ngô Bình đến đã nghiêm túc nói, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi, bác sĩ Ngô Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 11.